Nay chị Giao đã có cái buổi làm việc với cơ quan chức năng, thì xin mời cô chú và chúng ta cùng theo dõi. Đây. Không bao giờ nhìn thấy em. Dạ. Em không đi ra ngoài được à? Dạ. Điện thoại không có mà thế sao Luân này bảo là em hay dùng điện thoại để nhắn tin? Dạ em không, chỉ em lấy điện thoại em được mượn tiền thôi. Em dùng điện thoại được trong nước em pay tiền. Còn bình thường là bạn ấy giữ điện thoại à? Dạ. Luân đã đánh đập em từ lâu chưa? Dạ phải 1 năm rưỡi trở lên. Thế là cả trước khi có bầu luôn? Dạ chính có bầu. Sáng nay lên tòa nộp đơn ly hôn, tòa nhận rồi. Dạ em. Tòa nhận, họ nói họ giải quyết nhanh cho em không? Dạ bên tòa nói là sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh. Hôm qua giờ về đây vui vẻ an toàn đúng không? Dạ. Cơ quan công an với chính quyền địa phương đây là hỗ trợ tối đa để bảo vệ hỗ trợ em đúng không? Dạ. Rồi, chị cảm ơn em. Vâng, kính thưa quý vị, thì vừa qua quý vị vừa mới được xem một đoạn video ngắn liên quan đến cái buổi làm việc ngày hôm nay của chị Giao với cơ quan chức năng, cũng như là những cái câu trả lời của chị Giao cho chúng ta một số cái thông tin liên quan đến cái vấn đề mà chị Giao đã nộp đơn ly hôn, cũng như là những cái sự hỗ trợ từ phía gọi là cơ quan chức năng, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như là tòa án tại tỉnh Hải Dương. Họ rất quan tâm đến cái câu chuyện này, thậm chí là đặc biệt quan tâm. Thưa cô chú anh chị, thì ngày hôm nay quả thật là một trong những cái ngày mà niềm vui liên tục đến với chị Giao, khi mà chúng ta có thể thấy là đã trải qua một khoảng thời gian dài mình phải sinh tồn ở trong cái nơi gọi là địa ngục tăm tối. Thưa quý vị, thì Thanh Nguyên dùng cái từ sinh tồn thì chắc hẳn rằng mới có thể gọi là thỏa đáng với những gì mà chị Giao đã trải qua. Và có thể nói rằng đó, cái nguồn động lực lớn khiến cho chị Giao có thể sinh tồn được, cũng như là cái mong ước lớn nhất của chị, thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy nó hoàn toàn khả thi. Đó chính là đón con của mình về nhà, đứa con 17 tháng tuổi. Mà sau khi là mặc dù chị đã thoát được cái nơi địa ngục trần gian, nhưng mà bởi vì nơi đó còn một đứa con 17 tháng tuổi mà nó đã từng bị cha nó có cái ý định, đó chính là muốn tước đi cái mạng sống của nó, quăng nó xuống một cái ao ở cạnh nhà. Nó chỉ mới gọi là 10 mấy tháng tuổi thôi cô chú anh chị. Nó đã được may mắn là được một người vớt lên. Và nếu như mà tại cái thời điểm đó không có những người mà người thân bên cạnh, hay là người mà biết được cái việc này đó, thì có lẽ rằng nó đã rồi là không may mắn ra đi rồi, thưa cô chú anh chị. Và cũng chính vì những cái lý do này khiến cho chị Giao không thể nào yên tâm. Mặc dù mình đã mong muốn thoát được, nhưng mà chị vẫn phải quay trở về cái nơi mà có thể nó để lại cái sự ám ảnh rất lớn cho cuộc đời của chị. Có lẽ rằng đây là một trong những cái điều mà chị sẽ không bao giờ khó quên lắm cô chú anh chị. Để mà giải cứu, trở lại cái nơi đó để mà giải cứu đứa con của mình. Quý vị có thể thấy đó là cái nguồn động lực lớn của chị, khiến cho chị phải có thể nói là trải qua rất nhiều những sự việc có thể nói là cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà chị vẫn cố gắng sống để mà ngày hôm nay có thể là cứu con của mình ra khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian. Thưa cô chú anh chị, chúng ta được biết là về phía của chị Giao đã nộp đơn ly hôn với gọi là cái tình huống đó chính là đơn phương ly hôn đối với tên Lưng này, bởi vì giờ không cần sự có mặt của Lưng để mà có thể giải quyết về cái vấn đề ly hôn nữa. Chị Giao hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn, và về phía gọi là cơ quan chức năng cũng đã gọi là giúp chị Giao và tạo điều kiện cho chị ấy giải quyết một cách nhanh chóng, bởi vì trong người của chị vẫn còn mang một sinh linh khác mà nó sắp sửa chào đời rồi. Thưa cô chú anh chị, thì với cái thông tin liên quan đến cái việc mà chị Giao nộp đơn phương ly hôn của chồng sau khi bị bạo hành, thì về phía tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng pháp luật nghiêm cấm hành vi bạo lực và bạo lực gia đình xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, trong đó có vợ chồng trong các cuộc hôn nhân. Do đó hành vi bạo hành của vợ của Trần Văn Lưng, trước tiên là thứ nhất là vi phạm luật hôn nhân gia đình, có hành vi bạo lực gia đình, không tôn trọng danh dự nhân phẩm sức khỏe của vợ.
vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây ra thương tích cho người vợ có dấu hiệu hình sự. Hành vi vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm pháp luật hình sự cũng là căn cứ để người vợ có quyền yêu cầu đơn phương ly hôn. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái chi tiết khác, đó chính là vấn đề về gọi là con cái. Thì khả năng là cho đến 100% rồi, nó sẽ được chị Giao đón về. Theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, việc ly hôn có thể là đồng thuận, cả hai người đều đồng ý ly hôn, hoặc ly hôn theo yêu cầu của một bên, chứ chính là đơn phương ly hôn. Trong trường hợp một bên yêu cầu ly hôn, phải xuất trình các tài liệu chứng cứ để chứng minh tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, thì tòa án sẽ giải quyết cho cái vấn đề đơn phương ly hôn. Một trong những căn cứ để cho thấy tình trạng hôn nhân trầm trọng là xảy ra bạo lực gia đình kéo dài, đã được khuyên can hòa giải của gia đình, bạn bè hoặc cơ quan đoàn thể hoặc chính quyền địa phương, nhưng hành vi bạo lực vẫn diễn ra. Trường hợp vợ chồng đã sống ly thân, không quan tâm chăm sóc lẫn nhau, kinh tế riêng biệt, ốm đau bỏ mặc, mặc dù đã được hòa giải khuyên can nhưng sự việc vẫn diễn ra, thì cũng đã được xác định tình trạng hôn nhân trầm trọng là căn cứ để tòa án giải quyết đơn phương ly hôn theo yêu cầu của một bên. Vào thời điểm hiện tại thì theo cái luật hôn nhân và gia đình thì chị Giao hoàn toàn có thể yêu cầu đơn phương ly hôn, thậm chí là có những cái chi tiết lợi cho chị Giao ở trong chuyện này, đó chính là cái tên Lương này là một tên gọi là vũ phu. Bên cạnh đó là không do chí thú làm ăn, không có khả năng nuôi con đó. Thì và đứa bé đó nó dưới 36 tháng tuổi thì tất nhiên nó sẽ trở về với vòng tay của mẹ. Bên cạnh đó về cái vấn đề gọi là tài sản sẽ được phân chia như thế nào. Bà Thanh Thanh Nguyên thấy rằng đó là cái vấn đề tài sản đó, thì bây giờ đó trải qua những cái khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta nghe nói là cái vấn đề về kinh tế gia đình chị Giao và anh Lưng, nhân vật này, nó cũng không có khả thi. Như vậy thì làm gì có tài sản chung đâu để mà chia của chú anh chị. Và với lại đó, Thanh Nguyên thấy rằng là cái mục đích của chị Giao quay trở lại Hải Dương không, cũng không phải là cái mục đích về vấn đề gọi là tiền bạc nữa. Cái mục đích của người mẹ cao cả thiêng liêng đó chính là cái tình người mẹ mong muốn được đón con mình về, và thậm chí là vạch mặt cái tên này và chấm dứt tất cả những cái vấn đề liên quan. Bởi vì tên này đã từng đe dọa, từng đe dọa là sẽ gọi là quăng lũ mìn vào nhà, rồi đến gọi là xử cả nhà, giống như cái đại án gọi là 6 người Bình Phước. Anh ta còn đe dọa gọi là treo những cái gọi là cái cánh tay cánh chân trước cửa nhà các kiểu đà điểu. Cho nên là cái vấn đề chị Giao quay trở lại để làm một số những cái thủ tục dứt khoát, thứ nhất là ly hôn để không còn dính líu cái tên Lưng này và nhờ pháp luật can thiệp. Đặc biệt cái vào cái thời điểm hiện tại thì Thanh Nguyên thấy rằng là quý vị khán giả, chúng ta chú ý và quan tâm nhất là cái vấn đề cơ quan chức năng sẽ xử lý tên Lưng này như thế nào. Điều 56 luật hôn nhân và gia đình quy định khi vợ chồng yêu cầu ly hôn mà tòa hòa giải tại tòa án không thành, tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng, làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Trong trường hợp vợ chồng hoặc của người bị tòa tuyên án tuyên bố là mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 điều 51 của luật này thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng vợ có hành vi bạo lực làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của người kia. Trong những vụ việc bạo hành nghiêm trọng kéo dài thì nạn nhân có đơn đề nghị xem xét giải quyết ly hôn, tòa án sẽ thụ lý và giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật. Khi giải quyết ly hôn, tòa án sẽ giải quyết vấn đề về quyền nuôi con và có thể giải quyết yêu cầu chia tài sản chung. Khi các bên không thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản chung, vợ chồng và đương sự có yêu cầu đối với vấn đề nuôi con, trong việc này nếu người phụ nữ có đơn yêu cầu thì tòa án sẽ giao con cho mẹ nuôi vì đứa trẻ dưới 36 tháng tuổi. Người đàn ông này còn có nhiều con riêng khác nên cuộc sống rất là phức tạp. Ngoài ra thì người đàn ông này hoàn toàn có thể bị tạm giam, bị xử phạt tù vì hành vi cố ý gây thương tích đối với nạn nhân, nên cũng không có điều kiện để chăm sóc đứa trẻ. Thậm chí mà nếu như mà không bị phạt tù thì tên Lưng này cũng không có khả năng để nuôi con của chú anh chị. Một người đàn ông mà như vậy thì làm sao mà có thể gọi là dạy dỗ của đứa trẻ nên người, ai tin tưởng.
là Luân này sẽ không ra tay với đứa bé, và thậm chí là có đạo đức đâu để mà dạy con. Đó, sau này đứa trẻ nó lớn lên thì nó lại bị nhiễm những cái gọi là cái hành vi, cái tư tưởng của thằng cha nó, thì nó sẽ không trở thành một cái công dân tốt được, cô chú anh chị. À, không ai muốn nó trở thành như vậy. Cái điều mà Thanh Nguyên thấy rằng là bên phía ba mẹ của Linh cũng đã từng lên tiếng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và với cả cơ quan chức năng, công an huyện Kim Thành, là nếu như giải quyết cho ly hôn và đưa đứa trẻ về thì ông bà vẫn muốn là có cái cơ hội để thăm và chăm sóc đứa bé, có nghĩa là lâu lâu có cơ hội bay ra ngoài Kiên Giang để mà thăm cháu nội của mình. Theo thông tin đăng tải trên báo chí thì Thanh Nguyên thấy như vậy. Thì cái điều này đó Thanh Nguyên nghĩ rằng nó cũng gọi là hợp lý, cũng được đi. Đối với gọi là ông bà nội thì được. Còn nhưng đối với tên Lưng này thì Thanh Nguyên thấy rằng là không cần thiết nữa. Bởi vì chính người này đã từng muốn có ý đồ, muốn tước đi cái mạng sống của chính con ruột của mình. Và nếu mà sau này nó có dối như vậy, đứa bé này nó có lớn lên nó biết được những cái hành vi của cha nó đã từng làm với mẹ nó và nó từng làm với chính bản thân nó, thì đó, nó sẽ nghĩ như thế nào? Có phải là nó sẽ gọi là rất là buồn hay không? Thứ nhất là nó buồn, thậm chí đó, là nó sẽ gọi là ghét và hận cha nó là cô chú anh chị. Nó không nhìn luôn không chừng. Bởi vì nó trước kia là ông đã từng gọi là muốn tước đi mạng sống của tôi, thì ông đâu có yêu thương gì tôi nữa đâu. Và tên này cũng không có cái đạo đức gì để mà nuôi dạy đứa trẻ lên người hết. Cho nên cái điều mà Thanh Nguyên thấy rằng là chị Giao sẽ 100% có thể gọi là rước con của mình về trong khoảng thời gian sắp tới, sau khi cơ quan chức năng tiến hành một số những cái thủ tục cần thiết. Đặc biệt bây giờ chúng ta đang chờ đó chính là cái giám định, cái kết quả giám định thương tích đối với chị Giao, để cơ quan chức năng có đủ những cái cơ sở căn cứ tiến hành những cái vấn đề tiếp theo, đó chính là khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với cái tên Lưng này và trừng trị nghiêm minh trước pháp luật với những cái hành vi của tên Lưng này đã làm, thậm chí là cái sự hợp tác cũng không có. Chúng ta có thể nghe là những cái lời khai là khai báo quanh co thì cũng sẽ không có được cái tình tiết giảm nhẹ nào. Nếu như mà tên Lưng này thành khẩn nhận tội đó, lên làm việc với cơ quan chức năng thì nhận tội đi, khai báo thành khẩn. Nó không để gọi là mất thời gian của cơ quan công an. Nhưng mà chúng ta có thể thấy qua những cái lời khai của tên Lưng này, hiện tại anh ta khai chỉ có 3 lần thôi, 3 lần ra tay với chị Giao thôi. Thì quý vị có thể thấy là những cái vết thương nó kinh khủng như vậy luôn. Nhưng mà anh ta chỉ nói là dùng lược và dùng thắt lưng thôi, không có dùng bất cứ vật dụng khác. Và qua những cái vết thương so sánh và cái kết quả tỷ lệ giám định thương tích đó, thì sẽ là những cái bằng chứng khiến cho Lưng phải cúi đầu nhận tội, không thể nào chối cãi được. Thưa các chú anh chị, và tất nhiên khi có những cái kết quả này, em cũng sẽ ngay lập tức để mà cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi xung quanh.